Em nghe vụ iOS mới không? Tại iOS 15 trông cũng mới, cũng ngon phết đấy. Có, em có lên này nè. Thấy Duy Thẩm các thứ lên. View ổn. Anh lên chưa? Sáng nay máy nó tự lên. Ừ, nó hơi lag thì em xem của anh tí được. Ionis lên iOS 15 hả? Thì nói chung á, anh dùng anh thấy như thế nào thôi. Chứ còn Ionis thì nó cũng cũ rồi. Nói chung là có vài người thì nói nó ok, nhưng mà vài người thì nói nó chậm. Chậm cơ? Chậm á. Thì nó chậm là lag đó. Cách nào để giúp anh nó không lag nữa không? Hay là... lag. Thế bây giờ iPhone X như này mà lên thì có mà chết. Sao mà chịu được? Đây. Đó, lag quá thì anh cứ đem con iPhone X cho em gỡ ra em gắn lên rồi anh đem anh chưng thôi. Đó, có cái cho mấy bạn xem đúng không? Đẹp xịn đó. Không thích nhìn iPad xem. Có thể đến bây giờ thì các bạn đã biết rằng iOS 15 đã được cho ra mắt một cách xin chào như này. Người người nhà nhà đều muốn trải nghiệm và sử dụng cho mình một chiếc iOS mới. Bởi lẽ thì tuy họ không thể mua được iPhone mới, nhưng mà họ chắc chắn có thể được trải nghiệm một chiếc iOS mới. Bạn có thể trải nghiệm iOS trên những cái dòng điện thoại từ iPhone SE đến tận những chiếc iPhone 13 Pro Max. Và tất cả những gì bạn cần làm đó chính là vào phần cài đặt rồi nâng cấp lên iOS 15. Và nếu như bạn cảm thấy những công việc đấy trở nên khó quá thì bạn có thể ấn vào phần link ở phía dưới. Ở ngay phần link phía dưới mình đã dẫn cho các bạn đến một trang web, đó là Sephonet. Ở đây thì họ bán iPhone 13 cùng với iPhone 13 Pro Max một cách sớm nhất. Bạn có thể đặt hàng và link hoàng sẽ để phía dưới các bạn. Bởi lẽ thì đó là đặc sản, mỗi chiếc iPhone mới sẽ có iOS mới. Và với riêng chiếc iOS lần này thì mọi thứ đã trở nên khác biệt. Từ ngay cái phần chào là các bạn đã thấy rằng, ô, xin chào, trông mới thế. Tuy nhiên thì đây vẫn luôn là bài toán muôn thuở với nhà những con người sử dụng cho mình những chiếc iPhone cũ. Đặc biệt là người đã sử dụng iPhone X như tôi. Đó chính là liệu có nên lên iOS 15 không? Với cá nhân tôi thì sau khi tìm hiểu cho mình những cái thông tin trên mạng về những cái tính năng như kiểu là FaceTime có thể xóa background đi này, hay là cùng với đó là bạn có thể kéo thả những cái phần text hay là phần hình ảnh vào trong phần nhắn tin, thậm chí là bạn có thể dùng được camera để có thể quét chữ, sau đó nó có thể lưu thông tin về, nghe rất là hay ho và thú vị. Chưa kể rằng những cái widget hay là những cái tính năng bên trong đang trở nên kiểu bay nhảy hơn, trở nên đẹp đẽ hơn và làm tôi muốn nâng cấp lên. Và với toàn bộ những cái thông tin như vậy thì tôi nghĩ rằng đến 90% người sử dụng cho mình những chiếc iPhone đều muốn nâng cấp lên để có thể trải nghiệm những thứ mới nhất, những thứ lạ lẫm, những thứ hay ho nhất trên những cái iOS mới. Nhưng tôi đến đây để dừng các bạn lại. Bởi lẽ tôi đã tìm được một cái tính năng vô cùng là hay ho trên những chiếc điện thoại iPhone X hay chiếc iPhone đổ xuống. Đó chính là tính năng trưng bày. Một chiếc điện thoại mà chúng ta đã bỏ đến 20 mấy triệu để mua, thực sự rằng hỏng thì rất là tiếc. Chính vì vậy thì các bạn có thể hoàn toàn chọn cách trưng bày mà như cái anh ở bên điện thoại vui đã hướng dẫn các bạn. Đấy, giá rẻ, đẹp. Đấy, còn chưa kể là có lưu giữ cái những cái kỷ niệm mà chúng ta đã mất công, mất sức, mất tiền, mất cả trinh đít ra để có thể mua một chiếc điện thoại. Đấy, sau rồi vài năm sau thì đấy thì nó được trưng lên tủ này để chúng ta cảm giác rằng là ai xài. Đây là nỗ lực của tôi đấy. Vậy thì lý do vì sao mà tôi lại đề cập được cái tính năng trưng bày là như vậy? Đấy, cho dù rất nhiều YouTuber nói khác rằng ôi ôi, tôi nâng lên mượt lắm, tôi nâng lên dùng ngon, tôi nâng lên dùng xịn, bạn thì biết cái gì mà đòi review. Thì với cá nhân tôi là một người là iFan thì tôi nhận ra một vấn đề, chính là chúng ta không thể nâng cấp lên iOS mới mỗi một năm được. Thức tỉnh đi bro ạ, chúng ta đang bị ảo tưởng về những thứ mà nó có thể làm được. Đây là chiếc iPhone X tôi đã mua 4 năm. Nó đã 4 năm tuổi rồi các bạn ạ. Nó không gặp bất kỳ hiện tượng lỗi, lag hay là sọc màn hình hay là những cái lỗi mà các bạn có thể tìm được trên một chiếc iPhone X. Nhưng với cá nhân tôi, mỗi một năm tôi nâng cấp cho nó lên iOS mới là mỗi một năm tôi run, tôi cực kỳ là sợ. Ngày xưa tôi sử dụng một chiếc iPhone 4, iPhone 4 bình thường thôi. Ngày thời điểm đấy thì nó vẫn chưa có tính năng Night Mode hay những cái tính năng hay ho trên chiếc điện thoại, bởi vì Apple ngày đấy rất là keyboard. Chứ vậy thì tôi đã jailbreak để có thể sử dụng cho mình những cái tính năng hay ho và thú vị như thế mà không cần phải chờ đợi Apple. Rồi sau đó thì họ bắt đầu update lên những cái iOS mới và họ thông báo với tôi rằng ê, iOS mới bây giờ là dùng ngon hơn, dùng mượt hơn, thậm chí là cái hiệu năng này cùng với đó rằng là nó có Night Shift, dùng ban đêm cho nó xịn. Và như một thằng nhóc thì tôi đã quyết định rằng là nâng cấp lên. Và đó là một trong những cái sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Khi mà iPhone 4 của tôi thời điểm đấy mà cố gắng nâng cấp lên để đú đợi với chiếc iPhone 6, iPhone 7 để có chế độ Night Mode ý, thì nó đã đột tử chết. Nó không hẳn là đột tử chết các bạn ạ, mà nó là vào các app sau đó thì nó bị văng ra ngoài. Cùng với đó thì dùng nó lác lác, nóng nóng và nghẹt ấy. Và khoảng cái thời điểm đó thì nói thật với các bạn là tôi rất là tức. Bởi lẽ thì tôi nghèo, tôi không có đủ tiền để mà mua cho mình một chiếc điện thoại iPhone mới. Mà bây giờ iPhone tôi hỏng chỉ vì tôi nâng cấp iOS mới. Tôi có thử cố gắng lên mạng để tìm kiếm xem là ai có thể giúp tôi, tại sao lại chuyện này xảy ra. Thì hầu hết người ta thường nói với tôi rằng là ôi,
máy của tôi lên bình thường, máy của tôi lên ngon, chả có chuyện gì cả. Bạn cùi, bạn hạ cấp iOS xuống đi. Bây giờ mày 45 cái đôi mày còn cắm được dây vào thì hạ iOS thì không bà mẹ ạ. Ai hiểu cảm giác đấy không ạ? Không, chả ai hiểu cả. Và đó lý do vì sao tôi đứng đây để chặn các bạn lại. Tôi biết rằng iOS 15 đang trở nên rất hay ho và thú vị, rất tuyệt vời. Nhưng hãy cân nhắc thật kỹ, nếu như iPhone của bạn là một cái máy chuyên rơi, tải rất nhiều ảnh hay là có cho mình quá nhiều cái thứ khiến máy các bạn về cơ bản nó đã yếu, thì các bạn cần phải cực kỳ cân nhắc mỗi khi nâng cấp iOS mới. Hãy cố gắng sao chép cho mình toàn bộ những cái dữ liệu của máy để không gặp hiện tượng mất. Cùng với đó, liên hệ ngay với một thằng nào đó có cái đóng khung như này. Bởi lẽ thì tôi thà đóng khung điện thoại của tôi còn hơn là vứt nó trong tủ và nó hỏng luôn ở đấy. Nói thật với các bạn rằng đến thời điểm hiện tại thì tôi quá sức chịu đựng với Apple rồi. Tôi đã dành 5 năm cuộc đời của mình để cống hiến cho Apple. Từ iPad, từ MacBook, từ Apple Watch, từ AirPods, từ iPhone, mọi thứ rồi. 5 năm là quá dài rồi. Tôi đã thấy rằng những cái nhà sản xuất khác đang làm trở nên hay ho và thú vị hơn. Những nhà sản xuất khác đang làm điện thoại trở nên đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Và khoảng 5 năm trước, không có nhà sản xuất nào có thể so sánh được với Apple. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cái khoảng cách nó đang dần rút ngắn lại hơn khi những nhà sản xuất Android khác đang đem đến chúng ta những chiếc điện thoại ngon hơn, nhiều tính năng thú vị hơn. Và trên hết, nó đang khiến tôi trở nên chán ghét Apple. Tôi không biết rằng iOS 15 sẽ đem đến cho tôi những cái trải nghiệm hay ho và thú vị như nào. Cái đó chỉ có thời gian mới có thể đem đến cho tôi biết được. Tuy nhiên thì với một chiếc iPhone X đã 4-5 tuổi như này, việc nâng cấp lên iOS 15 nói thật rằng đây là một trong những cái việc khá là ngốc nghếch của tôi. Nhưng mà không sao cả, nếu như iPhone X của tôi có thực sự có bị làm sao thật thì tôi sẽ luôn trưng bày nó. Bởi vì đây là món quà mẹ tôi tặng tôi và tôi cảm thấy rất thích nó. Vậy bạn nghĩ sao về iOS 15? Nó có đem đến cho bạn những cái trải nghiệm hay ho thú vị không? Và bạn đã có những cái trải nghiệm cập nhật iOS khiến iPhone của bạn bị hỏng như nào? Hãy cho biết phần comment phía dưới. Với cá nhân tôi bị hai lần. Một lần là tôi nâng cấp con iPhone 4 như tôi vừa kể cập ấy. Lần thứ hai là tôi nâng cấp con này lên iPhone iOS 13, sau đó hạ cấp xuống bởi vì tôi bị mất hết dữ liệu. Sau đó thì tôi mất luôn cả máy. Bad trip Apple như cái đồng.